Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết đã bắt được nghi phạm đột nhiên nhập biệt thự của chị Đỗ Thị Kim Hương sinh năm 1985, tức ca sĩ Nhật Kim Anh, vào ngày 14 tháng 7. Nghi phạm này có biệt danh là Sơn Xà Ben, bị công an bắt giữ tại một tầm thường cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh vào ngày 14 tháng 10. Bước đầu, đối tượng khai nhận một mình thực hiện vụ trộm. Tuy nhiên, công an cũng đang tạm giữ một đồng phạm khác của Sơn Xà Ben cơ quan tính năng cho biết đang tiến hành mời những người thu mua kim cương, quà từ nghi phạm này để đáp ứng công tác điều tra cũng như thu hồi tài sản. Trước đó, ngày 14 tháng 7, trên đường đi công tác từ Cần Thơ về thành phố, Hồ Chí Minh, Nhật Kim Anh kiểm tra qua camera phát hiện hai kết sắt đặt ở phòng ngủ bị phá. Trở về đến nhà, nữ ca sĩ kiểm tra thì thấy tổng thể số tài sản trong két sắt đã bị mất. Theo trình báo của nạn nhân, số tài sản bị mất gồm nhiều quà, nhẫn, kim cương trị giá khoảng 5 tỷ đồng.